Lưu ý nhá. Lúc nó nhỏ ra là nó bắt đầu tới đấy nhá. Tất cả lăng bông 1, 3 cho tổng đội anh nhá. Lăng bông hết bình luôn. Và chào nó gần chúng tôi là ngon và chén. Ngon và chén nhá. Chúng ta là những con bò. Chúng ta sẽ chúng ta sẽ cùng kết thúc và sẽ kết thúc. Mọi người có cảm giác bao nhiêu là người trình bày của chúng mình thì lúc đấy mọi người sẽ cho điểm. Cái lúc cho điểm mọi người không thể cho thấp, không thể cho cao. Đấy là cái bài khi làm quy định anh vừa rồi. Thì cái trò chơi đầu tiên của chúng ta đó là trò đó là cái phần đó là chúng ta đặt tên cho đội của mình, đồng thời là cho ra một cái câu slogan và một cái bài hát chung của nó. Và cái này thì nó đòi hỏi cái tinh thần đồng đội rất cao cũng như khả năng lãnh đạo của team leader, bởi vì là chắc chắn là trong 20 con người đã có rất là nhiều cái ý kiến khác nhau, ý tưởng khác nhau, và để trong vòng 3 phút